Đây là các hệ thống nhân vật của phần 1. Đi nào. Nhân vật chúng ta cũng bình thân rất là nhiều luôn các bạn. Cái gì đấy? Hay đấy. C chụp cơ đó à, C là ngồi. Cái gì vậy? Little, cái con gì đấy? Nó di chuyển mau lẹ quá. Lát mình sẽ đi đường bên trên này. Đặt cái radio. Diary. Press L. Lesson 1, mob jockeys. You are under the ocean now. If you feel the soft patter of rain on your hat, you're already fired. Lesson 2. You can jumpstart a dead generator with a direct spark, but clear the guests out of the pool first. Scares these rich pricks to watch a working stiff hurling thunderbolts. You follow me? Lên thuyền cái gì vậy? What? Oh shit. Nó súng các bạn ơi. Vãi trưởng rồi, hết sứ máu rồi. Cần trôn đúng không máu. À đây rồi. Cái gì ấy? Vãi trưởng. Thật ca mình. Bây rồi. Như phần 1 chúng ta đã biết thì mỗi lần chúng ta nhặt được cái hộp này chúng ta uống vào là lại có cái năng lực đặc biệt đúng không ạ? Này không biết năng lực sẽ là gì đây. Ui ui ui. Cái ngon, cái ngon, cái ngon, cái ngon. Có vẻ như là chúng ta vẫn sẽ có khả năng giật điện như là phần 1. Đúng rồi, có vẻ giống là sẽ được khả năng giật điện như phần 1. Peter Sector. For such a long time, and Eleanor has missed you. Find her and you'll be all better. Ok. Có vẻ là nhân vật Little Sister. What the fuck? Daddy! Gì vậy? Gì vậy? Mày hồi. Mày hồi. Mày hồi. Bây giờ mình sẽ ấn tín mờ. Đi đâu nào? Ở đây đường cụt. Đường cụt. Ở đây. Nó sẽ là chỗ này. Chỗ này. À cái cửa này à. Ok. Đó, sao không mở nhỉ? Chắc phải có cái gì đó mới mở cái cửa này. À đây à? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi có điện rồi, có thể đi mở cửa được rồi. Vâng ơi, mở ra. Ơ, à, không mở à? At last, a signal. You, who are bringing this dead city to life, listen. My name, it is Tannenbaum. I know who you are, and I am in much need of your help. Please, find me in the Atlantic Express train station. Sophia La, with a message for the people. Remember, you are not alone. Think of me not as leader, but as mother to the Rapture family. Giờ đi đâu ta? Có cái cầu rồi.
súng các bạn ơi. Ây. Chúng ta cần phải kiếm máu các bạn ạ. Lại ôi, what the fuck, giật cá mình. Vãi trưởng thật. Rồi. À, Little Sister. Chào con, làm gì đấy? Lại đâm đâm cái xác với cái kim tiêm. Ăn chơi cái trò nguy hiểm rồi. Yeah. Cái gì nữa đây? À, lại là con này. Oh shit. Mày mà bởi. Trông như bố sợ mày lắm đấy. Shit. Ồ, mày quá, nó chuồn rồi. Mình hết đạn, hết mọi thứ luôn các bạn ạ. Xem nào, ở đây có cái gì không? This is Dr. Sophia Lam with a message for the people. Remember, Big Sister is always watching. To steal Adam is to steal from the Rapture family. Your family. Đó là ông bác sĩ. Rồi, đèn đạn như vậy có lẽ cũng đủ rồi. Đó, tiền đấy. Còn gì nữa? Lấy luôn nào. Sau đó thì lại cái gì nữa đây? À, fuck it. Lại cái thứ âm nhạc ma quái à. Hả? À cái bóng của mình các bạn ạ. À? Giật ca mình. Gì vậy? Ui, không xong rồi. Chết không nhờ? Vãi trưởng. À, chúng ta có bộ trang phục các bạn ạ, sau đây không vấn đề gì đâu. Bây giờ mới thực sự là thành phố dưới lòng đại dương ơi. In that suit, even the ocean cannot harm you. This is good. But rapture is the death of many great men. Alone, you will not last long. You can still reach the train station. Find me there. Cái gì vậy? Ơ, chào con. À đây. What the fuck? Oh. Rồi, chào con. Rồi, đi nào. Đây là cái gì vậy? Fuen. Thành phố dưới lòng đại dương đấy các bạn. Ui, cá bầu kìa. Sữa Frozen. Hơi đẹp. Hơi đẹp thôi chứ không phải là đẹp. Có lẽ bởi vì game này được làm bằng công nghệ cũ, cho nên là hình ảnh cũng chưa được thật sự sắc nét.
Ui, các mặt còn tấn công mình không nhỉ? Đây là bộ mặt thực sự của thành phố Repton. Khá đổ nát. Tao cảm thấy Repton, tao Beauty City. Cái gì vậy? Đã đánh tượng kìa. À, nó đây rồi. Mist này. Nhớ mặt anh ấy. Rồi có ngày anh sẽ cho mày ra bã. Rồi. Có lẽ mình có sẽ dừng lại đây đấy nhá. Mình cũng hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn là download và cả tựa game BioShock 2 Remaster. Bản Remaster là bản được làm lại về đồ họa, cho nên đồ họa sẽ đẹp hơn so với bản gốc. Xin chào. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để được cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Chào tạm biệt các bạn.